Bây giờ thì mình muốn tìm lại giá trị của khối lượng ẩn này, nhưng mà mình sẽ bắt đầu dùng toán học nhiều hơn một chút. Và toán thực ra thì chỉ là một ngôn ngữ các biểu tượng tượng trưng cho ý tưởng đại diện cho các mối quan hệ giữa các vật thôi. Vậy thì việc đầu tiên mà mình muốn bạn làm là nghĩ cách diễn tả mối quan hệ toán học giữa một bên của cái cân và bên còn lại của cái cân. Và mình sẽ cho bạn một số gợi ý là mình biết là cả hai bên có khối lượng bằng nhau, nên bạn có thể thiết lập một số loại mối quan hệ với dấu bằng, diễn tả là bên này bằng với bên kia. Và mình sẽ cho bạn một vài giây để thử tự làm. Bây giờ thì mình sẽ nghĩ về nó một chút. Bây giờ mình có gì ở bên đây đây? Mình có khối lượng ẩn, và mình sẽ biểu diễn tả khối lượng ẩn này bằng dấu chấm hỏi ở ngay đây. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất mà mình có ở bên tay trái. Mình còn có 3 kg ở đây nữa. Bây giờ mình sẽ viết nó ra là và mình sẽ giả định là đây là đang tính với đơn vị kilo. Mình có khối lượng ẩn có đơn vị là kilogram cộng thêm 3 kg ở đây. Đó là cái mà mình có ở bên tay trái. Vậy còn cái ở bên phải thì sao? Mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilo. Và mình có 10 ở bên tay phải. Vậy thì mình còn cái gì nữa? Mình biết là cái cân này thì cân bằng và khối lượng này bằng với khối lượng ở đây. Vì cái cân được cân bằng như cách mà nó được vẽ, nên là mình biết là hai bên bằng nhau. Hai bên sẽ bằng nhau. Vậy thì mình vừa mới tạo được một phương trình. Mình có dấu hỏi là ẩn số. Mình không biết là giá trị cân cân nặng của nó là gì. Nếu mà mình cộng thêm 3 kg thì mình sẽ thấy là nó có khối lượng bằng với 10 kg. Vậy thì câu hỏi của mình cho bạn là mình có thể làm gì cho cái phương trình này mà để có thể giải được ẩn số này, để mình có thể biết được là giá trị của ẩn số là bao nhiêu. Bây giờ mình đã thấy trong ví dụ trước là nếu mà muốn tìm giá trị của khối bí ẩn này thì mình phải bỏ đi 3 kg từ cả hai bên. Nếu mà chỉ bỏ đi 3 kg từ một bên thì cái cân sẽ không cân bằng với nhau. Và mình thật sự sẽ không thể nói được là khối lượng ẩn này là bằng với phía bên phải. Để nói là chúng bằng nhau thì cả hai bên phải cân bằng. Nên là trong video trước thì mình bỏ đi cái này, bỏ đi ba cái này, mình bỏ đi 3 kg từ cả hai bên để giữ được cho cái cân cân bằng. Vậy thì trong toán học thì mình cũng sẽ làm điều y chang như vậy. Ở đây mình sẽ bỏ đi ba, không phải chỉ ở một bên mà là ở cả hai bên thì nó sẽ không còn, bởi vì nếu như vậy thì nó sẽ không còn cân bằng nữa, nên mình cần phải bỏ đi ba cả hai bên. Nên là mình cần bỏ đi ba từ cả hai bên của phương trình này để giữ cho nó cân bằng. Vậy thì ở bên tay trái thì còn gì đây? Giống như bên này thì mình chỉ còn lại dấu chấm hỏi thôi. 3 trừ 3 bằng 0. Ở phía bên trái thì mình chỉ còn lại dấu chấm hỏi. Ở bên phải thì mình còn lại 10 trừ 3 bằng 7. Vậy là mình có được kết quả y như trước. Dấu hỏi bằng 7. Nếu mà mình đang dùng đơn vị kilo thì đây là 7 kg.